bị phát hiện ra vấn đề khả năng cực khó, duy nhất có khả năng bị phát hiện ngược lại là sơ tính vấn đề. Dù sao tần bảo thú biến ảo hẳn là còn không đạt được nhất cấp thần cách trình độ. Ám mà lòng kỵ sĩ chậm rãi đi đến La Miền Vũ trước mặt, lúc này đang ngờ có càng nhiều long tộc bay lên trên thăng long đài. Nhưng khi bọn hắn bay lên về sau, thấy ám ma lòng kỵ sĩ tồn tại đều lập tức cung kính đứng ở một bên. Ám ma lòng kỵ sĩ thẳng đến khoảng cách của La Miền Vũ còn chiếu chừng 10 thước địa phương mới dừng bước lại. Cái kia nhìn qua hết sức là bình thường, khuôn mặt không có quá nhiều tâm tình chập chờn, hướng về La Miền Vũ nhẹ nhàng gật đầu trầm giọng nói: Thăng Long đứng đầu, cái này vinh quang của người, người có tư cách biết tên của ta, ta là ám mà lòng kỵ sĩ, La Á Nguyên. La Miền Vũ hơi hơi khom người, nghe khỏe chứa tôn kính ám mà lòng kỵ sĩ. Thăng Long đứng đầu, có tư cách cảm thụ lòng lừng chi vĩ ngạn, ngươi đi theo ta. Vừa nói vị này ám mà lòng kỵ sĩ quay người hướng về thăng long đài ở giữa phương hướng. La Miền Vũ cùng với bên người Bạch Tú Tú liếc nhau, hướng nàng liếc mắt giả hiệu, sau đó chính mình mới nhanh chân đi qua. Bạch Tú Tú trong lòng hơi có một chút căng lên, nhưng nàng rất nhanh liền quan sát được chung quanh mặt khác thượng vị long tộc, rõ ràng trên mặt đều toát ra biểu tình hâm mộ. Cái này hẳn là mang ý nghĩa La Miền Vũ không có quá lớn nguy hiểm mới đúng. Ám mà lòng kỵ sĩ là Á Nguyên nhìn nhớ đi cùng không nhanh, nhưng La Miền Vũ đã đang tăng nhanh bước chân, nhưng lại không sử dụng tù vi tình huống phía dưới, vậy mà thủy chung chỉ có thể cùng với hắn bảo trì tại khoảng cách nhất định lên. La Á Nguyên nhìn qua cùng với người bình thường không có gì khác biệt, cũng không có cái gì mạnh mẽ khí tức xuất hiện, nhưng hắn mang cho La Miền Vũ cảm giác giống như là một cái có thể thuần phệ hết thảy hắc động, tùy thời đều có thể đem hết thảy xung quanh hủy diệt, bao quát bọn hắn ở đây hết thảy. Cảm thụ long lực vĩ ngạn, cái kia là có ý gì? Thăng long đài đỉnh trâm cực lớn, đường kính có tới gần vạn mét, nhưng ở bọn hắn tốc độ cao đi vào bên trong rất nhanh liền đến ở giữa. La Miền Vũ vừa đi vừa quan sát, hắn phát hiện ra, càng đến gần cái này thăng long đài ở giữa vị trí, mặt đất bên trên hoa văn liền trở lên trên càng là tập trung, long khí cũng thì càng nồng đậm, mà lại cái này một chút long khí bốc lên, thẳng tắp hướng lên rất có phóng lên tận trời chi tứ. La Á Nguyên mang theo La Miền Vũ đi thẳng tới trung tâm đứng vững. Hắn lúc này mới xoay người, một lần nữa đối mặt với La Miền Vũ thản nhiên nói: Long lực chỉ vĩ đúc thành tộc ta, ngươi có thể trở thành thằng lòng đứng đầu, có không? Nhìn quá ngưng thần nhìn lên. Vị này ám ma lòng kỵ sĩ lời thủy chung đều rất ít, nhưng lại lời nói ít mà ý nhiều. La Miền Vũ theo hắn nói, chậm rãi ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại trước mặt người của hắn, ám ma lòng kỵ sĩ hai tay chậm rãi hạ đập. Lập tức thì một cỗ cực kỳ là kinh khủng thần thức gợn sóng hướng ra bốn phía tản ra. Cách đó không xa, màu xám cự lòng trong miệng phát ra trầm thấp lòng ngầm, nhưng mà nhiều cũ là nằm dạp trên mặt đất. Chẳng qua là tại trong ánh mắt của nó, nhiều hơn ra mấy phần hoảng sợ mùi vị. La Miền Vũ chỉ cảm giác đến trong cơ thể của mình huyết mạch khí tức đột nhiên kịch liệt quay cuồng, sóng gió nổi lên trên, thậm chí có mấy phần muốn áp chế không nổi cảm giác. Đúng vào lúc này, trước mắt của hắn đột nhiên trở lên trên mờ đi, nguyên bản bên trong sảnh bầu trời phảng phất tại thời khắc này đột nhiên trở lên trên hỗn độn như vậy. Tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới, trên bầu trời sương mù nồng nặc, tại cái kia sương mù ở giữa, giống như có tiếng gì đó đang kêu gọi lấy hắn. Giống như lúc trước hắn lần thứ nhất đi tới Thiên Long Thành lúc cái loại cảm giác này, giống như đúc mà lại, tại thời khắc này cái này kêu gọi còn trở lên càng thêm rõ ràng. Sương mù hướng hai bên mở ra, mơ hồ ở giữa, một màn huyễn cảnh bắt đầu hiện lên trên hiện tại trong tầm mắt của hắn. Làm La Miền Vũ thấy cảnh này ảo cảnh thời điểm, dù cho hắn biết rõ bên người còn có vị kia ám ma lòng kỵ sĩ tại đó, cũng vẫn như cũ nhịn không được toàn thân kịch chấn, bởi vì hắn chỗ đã thấy được một màn này hình ảnh, đúng là quen thuộc như vậy. Đó là một tòa thật to sơn cốc, ở trong sơn cốc quần lòng phi vũ, đó không phải là ngụy long mà là từng con chân long, bọn hắn còn tại phi hành truy đuổi, có tài ngựa mặt lên trên trời ngầm nga, có thì là uể oải dục ở chỗ này, mà liền tại sân cốc này ở giữa, phổ phục ra một đầu không biết thân thể đến cỡ nào to lớn khủng bố cự long, toàn thân của hắn lân phiến tản mát ra chín ánh sáng cực rực rỡ sáng chói. Hắn là đưa lưng về phía La Miền Vũ cái phương hướng này, nhưng cho dù như vậy, La Miền Vũ cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn vĩ ngạn. Cái này cự long giống như liền là thế giới kia điểm trung tâm, vấn đề trọng yếu nhất
Là trường hợp như vậy đối với Lam Miền Vũ tới nói, nào chỉ là sống như đã từng quen biết, hắn cái này chính mình đột phá quá trình bên trong, liền đã từng thấy qua tương tự tràng diễn, chỉ có điều cũng không hoàn toàn giống nhau thôi. Lúc này hiện lên trên là tại hắn trước màn sân cốc, là như thế hoài hòa, không có chiến tranh không có hủy diệt, quần lòng phì vũ một bộ vẻ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Đúng vào lúc này, cái kia nằm sấp trên mặt đất kiểu thải cự long chậm rãi đứng dậy, cái kia đầu rồng to lớn chậm rãi quay lại hướng về sau. Làm Lam Miền Vũ thấy cái kia song sông to lớn mắt sông trong tích tắc, hắn chỉ cảm thấy trong óc vang lên keng một tiếng giòn mình, đau nhức ở trong nháy mắt đó, tại tinh thần chi hải bên trong phảng phất nổ tung, vô số hình ảnh trong nháy mắt đó ở trong ý thức điên cuồng dâng trào. Trong lúc nhất thời, Lam Miền Vũ chỉ cảm giác rằng mình đầu muốn bị chúng đỡ phá tỏa như vậy, không khỏi kêu thảm một tiếng, hai tay ôm đầu té ngã trên đất. Tất cả huyễn cảnh tại đây một cái chớp mắt toàn bộ tan biến, là miền vũ huyết mạch ở trong cơ thể khí tức rốt cuộc là áp chế không nổi, hắn huyết mạch ở trong cơ thể điên cuồng phun trào, kim long vương, ngân long vương hai loại huyết mạch lẫn nhau giao hòa, mà ở trong cơ thể của hắn, phảng phất nhiều ra một cỗ uy nghiêm rớt vào, tại đây uy nghiêm nhìn soi mói, màu vàng kim cùng với màu bạc huyết mạch lại không có bất kỳ cái gì va chạm, mà là phỉ tông xung hợp lại cùng nhau. Một tầng thất thải lân phiến trong nháy mắt đó, theo Lam Miền Vũ dưới da dâng trào mà ra, phi tốc bao trùm toàn thân, thân thể của hắn cũng theo đó không bị khống chế hoàn thành lòng biến thành một đấu thân dài tới gần 40 mét, toàn thân tản mát ra thất thải quang mang cự long. Thấy cảnh này, xa xa Bạch Tú Tú quá sợ hãi, nàng không biết Lam Miền Vũ nhận bị cái gì, có thể là hắn long thần biến lại bị kích thích ra tới, mà lại Lam Miền Vũ trước mặt, có thể là có một vị ám ma lòng kỵ sĩ tại đó. Cơ hồ là không có lửa phần lưỡng lự, Bạch Tú Tú liền phi tốc hướng về phía Lam Miền Vũ phương hướng lao đến. Tại đây một cái trước mắt, tâm tình của nàng bên trong chỉ có một loại tuyệt vọng, xong hết thảy đều xong bại lộ. Thật tình không biết lúc trước một mực bình tĩnh như nước ám ma lòng kỵ sĩ, giờ này khắc này trong mắt lại tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hai con người không hề chớp mắt nhìn chăm chú Lam Miền Vũ, thậm chí liền miệng cũng hơi kéo ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Một tầng màu xám khí lưu chặn Bạch Tú Tú đường đi tới trước, chặn mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt đó, để cho nàng ngừng kết tại cùng một chỗ không thể động đậy. Dài hơn 400 thước màu xám cự lòng lúc này đã chậm rãi theo mặt đất bên trên đứng lên, vô hình lòng uy quách tán áp chế đã bày ra, bay lên trên thăng long đài tất cả mọi người. Hoàng Nguyên Lãng là vừa vặn mới bay đến thăng long đài phía trên, hắn đều đã có chút sức cùng lực kiệt, cho nên hắn cũng vừa đẹp mặt đến là miền vũ hóa thành thất thải cự lòng đã bên trên mặt đất một màn kia, trong lúc nhất thời không khỏi trợn mắt há hốc mồm, không biết xảy ra chuyện gì. Mà tại màu xám cự lòng to lớn long uy phía dưới, hết thảy ở đây long tộc tất cả đều quỳ một gối xuống trên mặt đất. Đây chính là lòng kỵ sĩ tọa lòng, có chỉ so với lòng kỵ sĩ thấp hơn một chút cường đại mà thôi. Ám mờ lòng kỵ sĩ La Á Nguyên con mắt chăm chú nhìn chăm chú trên mặt đất quay cuồng Lam Miền Vũ, nhưng cũng không có ra tay với hắn, chẳng qua là nhìn xem trên người của hắn thất thải lân phiến. Trong lúc nhất thời, ánh mắt không ngừng xuất hiện ra gợn sóng. May mắn lúc này cũng không có ai có thể thấy hắn ánh mắt, bằng không liền sẽ phát hiện hắn cái kia trong ánh mắt cũng không có ác ý gì, ngược lại là có loại khiếp sợ vui sướng cảm xúc. Lam Miền Vũ lúc này chỉ cảm giác đến đầu óc của mình hoàn toàn muốn nổ tung, bỗng trông bị rớt vào quá nhiều đồ vật, những cái kia mảnh vỡ không ngừng lấp lánh, giống như là một bộ gia tốc hiện ra phim, mà phim bản thân nội dung cốt truyện lại là nát vụn, hắn chỉ có thể nhìn rõ số ít một bộ phận, trong đó liền bao gồm lúc trước hắn đã từng thấy qua, long tộc cuối cùng trên cảnh tượng. Không biết bao lâu trôi qua, đầu nhức dần dần tan biến, Lam Miền Vũ ý thức dần dần trở về, hắn bất ngờ phát hiện chính mình long hạch bên trong thất thải long thần huyết mạch chi lực đã gần như tiêu hao hầu như không còn, giống như là vừa vặn bị thiêu đốt, cảm giác suy yếu tự nhiên sinh ra, thân thể của hắn cũng không tự chủ được một lần nữa biến trở về hình người. Dĩ nhiên thì tần bảo thú biến ảo vẫn còn, cho nên hắn vẫn là cái kia Lam. Nằm dạp trên mặt đất trên mặt ngụm lớn thở hổn hển. Đúng vào lúc này một đầu hùng hồn bàn tay lớn sao chép tại hắn dưới nách, đưa hắn từ dưới đất kéo lên, giọng ôn hòa vang lên: "Ngươi thế nào rồi, có khỏe không?" Lam Miền Vũ miễn cưỡng ngẩng đầu, bất ngờ thấy đem chính mình từ dưới đất đỡ lên chính là ám ma lòng kỵ sĩ La Á Nguyên. Long kỵ sĩ đại nhân, ta La Á Nguyên hướng hắn khoát tay nói: "Đừng nói nữa, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ngươi vừa mới tiêu hao rất lớn, tình huống của người tương đối đặc thù. Thật không nghĩ tới chúng ta khổ tu nhiều năm như vậy, cũng chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng có một tia hy vọng. Ngươi rất tốt, ngươi tại đây bên trong tu luyện, ta muốn đem tình huống của ngươi hướng về thủ tọa hồi báo một chút."
Lam Minh Vũ mặc dù lúc này hết sức suy yếu, nhưng trong lòng cũng là tại âm thầm kêu khổ. Thiên Long Tinh thủ tọa cũng đã gặp qua hắn đó, hắn có thể giấu giếm được vị kia thủ tọa sao? Lúc trước chính mình rốt cuộc là thế nào? Không thể nghi ngờ, cái kia cửu thải cự long chính là long thần. Hắn một thoáng ngoái nhìn, vậy mà để cho mình có to lớn như vậy phản ứng. Sau đó mới có một màn trước mắt. Nhưng hắn hiện tại cũng không có biện pháp, coi như là muốn chạy, thân thể cũng hư nhược chạy không được. Chỉ có thể là theo lời tại chỗ này khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần hướng về khu chung quanh long khí. Ám ma long kỵ sĩ tầm mắt quét về phía nơi xa quần long. Âm thanh của hắn đột nhiên trở lên trên băng lãnh. Tất cả mọi người nghe kỹ, bất kỳ người nào cũng không được tiếp cận tới hắn, bằng không giết, tiết lộ chuyện hôm nay cũng giết.